Đó, khi mà lần được lốp ra thì mình sẽ lần cái xăm này ra. Cái xăm này thì hôm qua thay ở đường thì cái xăm nó rất là đều anh em nhé. Anh em có thể phân biệt được xăm đều, xăm tốt, nó rõ ràng và rất là dễ thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái xăm đều nó như thế nào, cái xăm tốt nó như thế nào. Xăm này cực đều luôn. Thường thường thì anh em mua được cái xăm Kasumina hoặc Kenda dùng là được rồi. Còn những cái xăm mà nó vằn vằn xanh xanh như thế này thì nó sẽ không là gì. Thực tế thì nó chỉ đáng 10 đến 15 nghìn. Họ mua theo lô thì chỉ 15 nghìn. Rất là rẻ, không có đắp gì đâu. Đây, con này đã bị cuốn rồi. Anh em thấy là cái xăm đẻo này, xăm rất đều. Đó, anh em có thể thấy chưa, cái xăm này xăm rất đều. Đấy, tôi sẽ tháo cái xăm mới ra cho anh em xem. Đây, xăm này xăm Kenda anh em nhé. Xăm Kenda so sánh cái xăm xịn và cái xăm đều nó khác nhau như thế này. Đấy, anh em thấy chưa, một cái xăm nó chất như thế này. 40.000 mà khi mình mua có 35k thôi, xăm chất như thế này. Đấy, Kenda, tên Kenda và Kasumina là cái xăm xăm lốp có thương hiệu. Còn anh em thử so sánh cái xăm này xem, rất kém. Thật sự cái xăm này rất kém. Khi mà anh em thay những cái xăm này nó không đảm bảo an toàn và không yên tâm, rất dễ bị xì hơi và rất dễ bị hỏng. Xốp xăm khá là đều. Đó, và bây giờ mình sẽ tiến hành thay lốp và thay xăm. Mình sẽ bênh luôn cái lốp này ra để tí thay cái lốp mới vào. Lúc tháo cái lốp này đẩy ra thì nó dễ thôi anh em nhé. Đó, khi mà mình tháo được một bên rồi thì sang bên này thì rất là dễ. Đó, thì đẩy luôn ra để tí nữa cho cái lốp mới vào. Ok nha, thay luôn cả lốp quả xăm chạy cho nó mượt. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo cái phần ấy ra, mình sẽ cho cái này để chống chống cái chống xe cho nó ổn định tí, mình làm việc cho nó dễ. Ok anh em. Đó, bây giờ mình sẽ tháo cái ốc ở đây ra. 14. Bộ đồ nghề rất nhỏ thôi nhưng mà sẽ hữu ích đến anh em. Anh em nào chơi xe nhiều thì anh em nên mua một cái bộ đồ nghề để thỉnh thoảng chỉnh sửa cho nó tí. Mình chăm nó thì nó lại phục vụ lại mình thôi. Wow, quên vừa xong chưa tháo. Rồi, mình sẽ ok nha. Để tháo cái tháo luôn vành ra để thay lốp thay xăm vào. Con này là vành đĩa anh em nhé. Bây giờ mình sẽ cho xăm và lốp ra. Ok. Khi mà lắp lốp thì anh em nên lắp cái đường vân này về phía sau. Đó.
Giờ sẽ là công đoạn cho lốp vào vành. Đấy, cho lốp vào vành em ơi. Cao su nó còn mới nên là cho vào nó sẽ dễ thôi anh em ạ. Đó, anh em đạp một đầu, không nó sẽ bị xoay đó. Em đạp một đầu thì cho nó vào. Đó, thì còn một bước con này nữa thôi thì là sẽ cho được cái lốp vào trong vành anh em nhé. Mình đã sắp cho được cái lốp vào vành rồi. Cho lốp vào vành và ok anh em. Và bây giờ là cái công đoạn cho lốp vào xong. Đó, thì khi mà lắp thì anh em lên để cái vân này nó như thế này. Đây là bên đĩa bên này. Còn những cứ nhìn ở đằng sau bánh là cái vân này nó ở phía dưới là được anh em nhé. Nó xuôi xuống dưới và cái đầu này nó xuôi lên trên. Là anh em lắp đúng hướng rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào lắp bánh vào để cho lắp xong anh em nhé. Anh em cứ làm dần nó sẽ quen thôi, nó rất là rẻ. Anh em nào muốn tự làm thì nó cũng dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Ở cái đĩa này thì anh em muốn nó vào thì anh em lắc lắc là nó sẽ vào thôi, dễ, không có gì khó. Lại bị tuột một con ốc ra. Và bây giờ mình sẽ vặn cái chốt ở cái xăm này để cho vào, lắp vào cái bánh. Anh em tháo một con ốc này ra đã, xong rồi sẽ vặn nó vào. À, nhiều bác bây giờ đi ô tô rồi cũng không còn thích đi xe máy nữa. Thế thì xe máy nó vẫn linh động trong những một số trường hợp nhất định. Bình thường anh em đi xe máy cũng được rồi. Đi ô tô thì nó là mưa gió thì rất là cần thiết. Bây giờ mình sẽ vặn cái này vào để nó cố định chắc đã. Rồi mình mới cho vào trong kia. Anh em cứ cầm chắc vào xong rồi vặn nhé. Không cần phải lấy kìm vặn cái kia đâu. Thì vặn cái này đủ lực thì nó là đủ siết rồi. Ok, nó sẽ ổn thôi. Anh em cẩn thận hơn thì cặp cái này xong vặn cho nó phát là được. Không ổn, chỉ cầm kia vặn thôi. Em cảm thấy vặn tới tầm, vặn đủ lực anh em nhé. Ok anh em, chỉ cần vậy thôi, không cần kỵ qua làm gì. Đó, và bây giờ mình sẽ cho cái xăm này. Anh em phải xác định được cái hướng xăm nó như thế nào. Đó, anh em cho vào nhé, làm sao mình cho xăm vào nó dễ nhất. Đó. Cái xăm này thì đang ở chiều này thì có lẽ là đó, anh em cho chiều này đi. Đó, mình sẽ cho xăm vào. Bây giờ thì sẽ cho trục vào đã. Ok anh em. Rồi, anh em sẽ lắp cái chân, cái phanh này, cái đo công tơ mét này vào. Gác lên đây cho nó gọn đã. Đó, anh em lắp cái này thì lên lắp phía đằng trước này. Lắp phía đằng trước này xong rồi anh em đẩy cái kia vào là ok nhá. Đấy, ổn rồi anh em ạ.
mình sẽ đóng cái này vào, đóng trục vào. Rồi ok, trục đã đóng xong rồi, bây giờ mình chỉ thao tác cho cái xăm này vào nữa là ok thôi anh em nhé. Giờ sẽ cho xăm vào. Xăm vào lốp. Em cứ cho xăm vào trước đã. Cho được cái chân xăm, chân van này vào đã. Đây anh em nhé. Sẽ cho cái chân van này lên. Đó, anh em có thể cho vào đây và vặn ốc vào. Vặn cái con ốc vừa xong vào thì nó sẽ ok. Như vậy là yên tâm rồi, bây giờ mình sẽ cho xăm vào lốp thôi. Anh em cứ đẩy thẳng vào nhé. Cho cục vào xong rồi đẩy thẳng vào. Cho đúng chiều và đẩy thẳng. Không để xăm gấp. Anh em đẩy thẳng vào là ok. Đấy, cho đúng chiều. Và sẽ đẩy thẳng vào. Sau này mà thất nghiệp mình sẽ đi học nghề sửa xe máy. Đó. Anh em cho đúng chiều vào. Cái thời ngày xưa mà mình chưa làm ấy, thì có một lần mình cũng cho gấp xăm và bị lai xăm ấy anh em ạ. Nhưng mà làm lâu rồi thành quen. Đó, anh em thấy lệch cái thì anh em hơi xoay cái này là thì nó sẽ cân xăm lại anh em nhé. Sẽ cân xăm lại. Bây giờ mình sẽ vặn ốc vào. Bây giờ cho lốp vào đã. Đó, anh em cho ngay từ chỗ xăm này, từ chỗ chân xăm này, chân van này thì nó cân hơn. Đẩy luôn vào. Cái lốp mới này thì cho vào nó sẽ dễ thôi, không khó anh em ạ. Bởi vì cái cao su nó còn đàn hồi rất là tốt. Đó, đến đây thì anh em phải dùng mấy cái bóc rồi. Đó. Đó, thì chỗ này anh em đặt một cái vào đây nhá. Đặt một cái vào và đây cho một cái đây nữa. Rồi anh em móc cái kia cái là móc luôn cái này là được. Lấy chân đỡ. Lấy chân đỡ đi. Đó thì anh em cố định cái kia móc vào một cái là được. Ok. Cho vào phát nữa là về. Đó. Đó, như vậy là mình đã cho lốp và lắp xong lốp và xăm vào trong vành rồi. Và mình sẽ kiểm tra xem cái van này nó lắp có cân không anh em nhé. À, hiện tại thì van đã lắp đã cân rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc vặn ốc vào và bơm hơi thôi. Nó rất dễ dàng thôi anh em ạ, không khó khăn gì cả. À, bây giờ mình sẽ vặn cái ốc này vào nữa là xong. Bây giờ mình sẽ bơm hơi anh em nhé.
lúc không xăm thì anh em lại phải dùng máy thôi, mình không thể làm được. Những cái lốp này thì cũng đơn giản. Đó, anh em bỏ cái kia ra mà vặn ốc. Vặn ốc thì anh em vặn tới tầm đấy nhá. Vặn tới tầm thì sẽ ổn. Tới tầm sẽ ok. Rất là lâu rồi mình không làm cái công việc này. Đấy, vẫn nhớ thôi nhưng mà lâu lâu không làm nó sẽ cuồng chân cuồng tay, nó không chuẩn được như ngày trước thì mình cũng hay thay lắm. Đó, anh em giật tới tầm nhá. Giật tới tầm. Ok rồi anh em. Và bây giờ mình sẽ đi lấy bơm để xem là cái xăm lốp này nó ổn định chưa. Và bây giờ là công việc cuối cùng là bơm hơi. Đó, mình sẽ bơm hơi cho cái này nó căng ra và sẽ đó, đang lên đều anh em ạ. Cháy hỏng cả bơm.